mắng cái kiểu gì vậy con? Hả? Biết vậy ba kêu mấy thằng khờ nó vô đây, nó còn nó làm phó giám đốc ba đỡ tức tức khờ. Bà ơi, không phải vậy đâu ba. Thôi thôi thôi, đi ra ngoài giùm tôi cái. Bà, nhưng mà không có nhân gì gì hết, trời ơi khổ quá mà tôi nói ra ngoài. Bây giờ ba bình tĩnh, ba nghe con nói đi, sự gì không phải. Bình tĩnh, con ra ngoài thì ba mới bình tĩnh được, hiểu chưa? Bà nghe con nói đi, một lần đi. Đi ra ngoài. Dạ. Liệu Xin lỗi. Nè, ông làm cái gì vậy hả? Ông làm vậy với con rể là hơi quá đáng đó. Bà ngạc nhiên lắm hả? Ừ, lần đầu tôi mới thấy ông giận dữ như vậy. Đúng là có bất ngờ thật. Chứ cái thằng này nó cứ chọc tức tôi hoài. Ông bà xưa có câu: dâu là con, rể là khách. Vì vậy, dù có giận dữ cách mấy, ông cũng nên đối xử với con rể tốt một chút. À, để tôi ráng thử coi sao. Chứ cái thằng này nó có cái năng khiếu này, nó chọc điên tôi. Nhưng mà ngày mai sinh nhật, sinh nhật thì phải ăn ở nhà chứ. Nè, em nói cái gì? Bận gì thì bận, không lẽ bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm hả? Nè, chị nói rồi đấy nha, em lo sắp xếp công việc đi đó. Thằng thiệt tình luôn. Cô ơi, bộ ngày mai là sinh nhật chú Sĩ hả cô? Ừ, nè, chắc là mình sẽ đãi tiệc ở nhà đó. Cô. Ủa, là con hả? Ba hôm kêu con tới chở cô về. Thôi, để cô đón taxi về được rồi. Đâu có được, ba nói là nhất định là phải đưa cô về mới được. Cô lên xe đi. Lúc nãy con buồn ba con lắm đúng không? Cô thấy không phải cũng quá đáng thiệt đó. Dạ, không phải vậy đâu cô. Chắc tại ba con do công việc căng thẳng quá cho nên mới vậy thôi. Chứ bình thường ba con không có giống vậy đâu. Bà còn tốt phước thiệt đó. Sao vậy con? Có được một chàng rể quý như con chứ sao. Con nói quá à, con đâu được vậy đâu. Trưởng khoa kiếm không kìa? Coi bộ căng lắm đó. Ồ, vậy hả? Rồi tôi thấy đâu phải lỗi do ông đâu. Tại gia đình họ khó quá thôi, không sao đâu. Tôi biết rồi. Nè, rượu trái cây này ngon lắm, cô uống thử xem. Dạ, cảm ơn cô. Chà, công nhận rượu trái cây này ngon thiệt mẹ vợ ha. Con vừa gọi cô là gì vậy? Dạ thì con gọi cô bằng mẹ. Bộ mẹ không thích vậy hả? À, không phải là không thích, chỉ là như vậy có được không? Dạ có gì đâu không được. Thì trước sau gì mình cũng là người một nhà, con gọi bằng mẹ vợ giờ cho nó quen là vừa. À vậy, vậy cô phải gọi con là gì vậy? Thì dễ có gì đâu, thì mẹ gọi con lại bằng con rể. Con rể à? Dạ, mẹ gọi thử đi. Chị không sao chứ? Còn rể. Dạ, con nghe nè mẹ. Nghe sướng đâu mẹ ha. Giờ mẹ cũng tới giờ ăn rồi, hay mình ra ngoài ăn nha mẹ. Đang đi ăn trưa với con rể nè. Con rể là đứa nào? Ôi trời, cái ông này làm như có nhiều con rể lắm vậy. Là thằng Ngọc á hả? Trời ơi, bà nghĩ sao mà đi ăn trưa với cái thằng đó? Sao lại kêu Ngọc là cái thằng này làm kia vậy hả ông? Người ngoài mà nghe được sẽ cười ông đó. Ừ thì tại vì trước giờ vẫn kêu nó vậy mà. Thôi thôi, từ nay về sau á, đừng kêu con rể của mình là thằng này thằng kia nữa, nghe chưa? Con rể mà nghe được sẽ buồn ông đó. Ừ, tôi biết rồi. Tuy là tôi chưa tiếp xúc nhiều với con rể, nhưng mà tôi thấy con rể của mình á, tính cách cũng được lắm đó. Vừa hiền lành, dễ thương nè, và lại dễ phép nữa. Nói chung là tôi càng nhìn càng thấy hài lòng đó. Từ bề ngoài cho đến tính cách đó ông bà. Sao rồi, cậu đã kêu món chưa? Ở đây thằng bò ngon lắm đó. Mẹ ơi, ở những chỗ khác á,
mỗi phần là 250 gram, còn ở đây á mỗi phần là 500 gram. Như vậy có mắc hơn không? À, cái này là dành cho hai người ăn thôi mà con. Nhưng mà ở những chỗ khác á, mỗi phần 250 gram có giá là 300 ngàn, còn ở đây á 500 gram có giá là 550 ngàn. Như vậy tính ra mỗi gram là có giá bao nhiêu? Sơ sơ thì là cũng giống nhau thôi mà. Trời ơi, sao tính sơ sơ được mẹ? Dù gì con cũng là dân kinh doanh business mà, con phải tính cẩn thận mới được. Vậy là một phần cho hai người ăn đúng không ạ? Em đợi anh chút đi nha nha. Nhất định mình phải làm sáng tỏ cái vụ này mới được. Cho anh mượn giấy đi. Bây giờ đầu tiên á là 250 gram nè, mình chia cho 300 ngàn nè, bằng một số gọi là ít nè, rồi khoan mẹ, từ từ mẹ, rồi 500 gram nè, 500 gram chia cho 500. Thôi con Thà, đến về nhà lấy máy tính rồi bình tĩnh. Bây giờ lâu đói bụng quá. Mẹ ráng chờ con một chút xíu nữa thôi. Phải làm sáng tỏ vụ việc này thì con của mẹ ăn mới ngon được. Đợi con chút. Bạn như ta. 500. Khó tính quá vậy ta. 3 à, cái thằng đó. À, xin lỗi. À, bà đi ăn với con rể bà thấy sao? À, dạ cũng vui ạ. Chỉ có điều là lâu lâu á cô ấy cũng khiến cho người ta hơi khó chịu một chút. Chỉ có hơi khó chịu à? Ừ, chờ đi, rồi sẽ đến lúc á nó sẽ làm bà cảm thấy bà sẽ không bao giờ bà chịu nổi. À, chắc không đến nổi vậy chứ. Tôi thấy cô ấy chuyện gì cũng tốt hết. À, chỉ có điều là hơi cứng nhắc một chút. À, cứ chờ đi. Ủa, mẹ mới tới hả mẹ? Ờ. Mẹ, một chút trước khi về á, mẹ nhớ ghé vào phòng của con nha. Chà. Công nhận hôm nay cô Thi đi làm có kẹp áo đẹp dễ sợ ha. Kiểu này đang là mốt đó nha. Nè, con gà. Dạ, cái kẹp áo đẹp lắm luôn á. Em mua ở đâu vậy? Cho anh cái địa chỉ đi, con mua một cái tặng mẹ nha. Cái này không phải là kẹp áo đâu, cái này là băng tay của em. Hèn chi con thấy quen quen. Chào cả nhà. Xin chào. Dạ, con chào bà. Bà mới tới. Chào con. Dạ. Hình như là bà đến là sớm phải không? Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nè. Dạ. Có cần bà phụ gì không? Dạ không đâu bà, con làm xong hết rồi, giờ chỉ cần dọn lên thôi à. Dạ. Cô qua đâu rồi con? Dạ, cô Hai tới bệnh viện đó chú sĩ rồi bà. Ờ, vậy à? Dạ. Toilet trên lầu á, có ai dùng không? Dạ không bà. Dạ, con xin phép bà con vô trước nha. Ờ. Dạ. Ủa mẹ. À. Mẹ mới tới hả? Ừ. Mẹ đi đâu vậy? Ờ, lên trên lầu rửa tay một chút. Rửa tay? Ủa sao toilet dưới đây này mẹ không rửa? Thật. À, con biết rồi, mẹ định làm chuyện trọng đại hả? À? Đã nói là mẹ đi rửa tay mà. Thì rửa tay toilet dưới đây rửa cũng được vậy. Làm chuyện trọng đại là điều tự nhiên thôi mà. Mẹ cứ đi thoải mái đi, không có gì phải ngại hết á. Ông Tài, con rể của ông đúng là thiệt thà đó. Chuyện như vậy mà cũng nói ra được à? Chúc mẹ đi sảng khoái nha. Mẹ ơi. Hả? Mẹ có nghe bài hát này không? Rất hợp với dáng mẹ. Bây giờ mẹ nhảy với con nha. Bài này hợp với mẹ lắm. Mẹ, ra đây đi mẹ. Mẹ ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau thì bước ta vời vời. Ôi trời, người thì thấy gì cũng tốt thiệt, nhưng mà cái gì cũng làm vừa phải thôi chứ. Lố quá, ai là chịu nổi. Không, là hơi quay mẹ. Ừ, đúng rồi. Thế từ tao, anh xong và yêu nha. Chúc cô ba sinh nhật vui vẻ nha. Mày coi mau lấy vợ đi để có người chăm sóc thôi chứ. Ở vậy mình buồn chết luôn á. Với lại coi
anh em mình tác hợp cho ba với cô Liễu kết hôn sớm sớm đi. Ôi, xin mời mọi người. Dạ xin mời, dạ, mọi người cùng đứng đi nha. Một, hai, ba. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Dạ cảm ơn mọi người. Ồ, này ông đã quá. Con cứ có một ly nữa cậu ạ. Đây nữa. Sung dữ vậy? Nó sinh nhật của ba mà. Mà chị cho. Vô anh em mình vô, anh em mình vô. Vô cái là vô. Vô. Ba uống đi. Ba gấp vào mồi cho bạn. Vô. Vô ba. Vô ba. Đợi con, đợi con. Ra mà bỏ vòng con được. Này uống hơi dữ đó con. Dạ ngày vui rồi ba. Dạ ba. Dạ ông ơi, mẹ vợ. Cái gì vậy? Uống hoài vậy? Anh xỉn rồi kia kìa. Vui mà. Vui cái con khỉ á. Còn xỉn nữa. Ủa nó đâu rồi ta? Rất là xỉn, quắt một câu lên phòng ngủ rồi. Anh đi chai sáng đâu yếu xìu luôn. Uống chút xíu rồi xỉn rồi. Trời, cái ông này. Tâm ý, tâm ý. Dạ. Lại đây cô Biểu. Con chạy lên coi chú xỉ coi có sao không. Có khi nào nó xỉn trên lầu không á. Dạ. Vô. Em đã nói là không uống mà. Thì dữ không? Uống. Ủa không bay. Vô nè, hai vợ chồng mình quốc nè. Rồi đó. Chơi luôn nè. Rồi cái tù này là của hai vợ chồng nó luôn rồi đó. Úi trời. Vô luôn, hai vợ chồng ba luôn. Ủa trời, rồi thách đấu thì nó chơi. Mẹ vợ quốc. Mẹ. Bây giờ mẹ hãy nhận ở đây con một lại này. Cái gì vậy? Con lộn. Một ly. Mẹ uống vậy mẹ. Thôi, cô không có uống được nữa đâu. Uống chút xíu thôi mà, có gì không? Dạ. Không có mời nữa, sai lắm rồi không uống. Không, ba hôm nay ngày vui cứ để cho mẹ vợ uống đi. Mẹ vợ cứ uống bao nhiêu còn bấy nhiêu còn uống hết cho mẹ vợ. Rồi, nghe đây. Mẹ vợ uống đi. Thôi, để lần khác mình uống nha. Sao, bây giờ cô không uống được nữa đâu. Con nói với mẹ, mẹ phải uống với con ly này là ly tình ly nghĩa. Mẹ uống hết ly này đi. Rồi con cho mẹ về. Trễ lắm rồi, con phải về con để được. Sớm mà, mẹ. Không, tôi về nha. Mẹ uống, mẹ lại. Mẹ lại uống với con mà ly. Mẹ vậy? Uống với con một ly đi rồi về. Thôi, tôi phải về đi mà. Mẹ. Ủa sao mẹ mặc quần đùi quá lại nhậu vậy? Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ vợ qua đây mà buồn người nhậu. Trời đất ơi. Xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi xin lỗi mà. Mẫu Hân, Mẫu Hân ở lại uống với con một ly cuối cùng. Trời ơi, mày lo giải cho mày đi. Liễu. Mẫu Hân về rồi. Mẫu cái con khỉ khô nè. Em ngồi nhậu với anh đi. Nhậu cái con khỉ. Tôi về rồi nè. Ồ về hả? Ờ mà nè. Hồi nãy cái thằng đó đó. À, thằng con rể. Thôi đi thôi đi. Làm ơn ông đừng có nói đến nó nữa. Đừng có nhắc nó nữa. Tôi không muốn nói đến nó nữa đâu. Từ đây ở đâu có nó là sẽ không có tôi. Cho con hỏi có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Ai vậy? Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Mấy đứa là? Dạ tụi con đến đây để thuê phòng ạ. À. Chỉ 2 giây đầu tiên khi cô Liễu nhìn thấy Văn Quốc, đúng như quy luật đó, một thành kiến không thể thay đổi được, mang tên Nguyễn Văn Quốc. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Ai đánh cắp tim em? Tôi chưa còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chưa còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chưa còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chưa còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chưa còn ai nữa. Cậu Quốc, con cháu của tôi phải không? Tôi chưa còn ai nữa. Tôi chưa còn ai nữa. Chị cô, à, chị cô, sao lại dám ăn hết cháu của tôi vậy hả? Đâu có, con ăn hồi nào? Rõ ràng là con vừa giận tôi chứ còn ai nữa mà. Cái đó là con đang đọc rap, con đang đọc cái bài hát mới mà.
Còn chối nữa hả? Nồi cháo hôm qua cô nấu đi sáng nay cô ăn, vậy mà nó mất tiêu hết trơn rồi. Ăn như vậy mà còn chối gì hả? Không có, con nói thiệt, cái đó là bài hát mới, hát đi em. Ai đánh cắp tim tôi? Tôi chứ còn ai nữa nè. Cô nói vậy nè. Mà con nói con Binh nói nữa hả? Có chuyện gì nhỉ? Mà cả nhà mình sao ồn ào quá vậy nè? Tự nhiên ai ăn hết rồi cháu bây giờ cô đổ thừa cho anh Quốc nè. Bồ có ăn không vậy? Ờ vậy thôi á hả? Ừ vậy thôi tôi đi lên lầu trước. Ê hả? Mặt của bồ. Ai con? Nó là người nghiện cháu nè. Thì ra là con hả? Trời ơi, sao con lại ăn hết nồi cháo của cô vậy hả? Con xin lỗi cô, tại vì hồi sáng con đói mà con hết tiền rồi con ăn cháo của cô. Sao lại tùy tiện như vậy? Ít ra thì cũng phải nói cho cô biết chứ. Em còn giả bộ tội nghiệp nữa hả? Em có biết nãy giờ cô tưởng là anh cô nhéo anh đau lắm không? Bây giờ không lẽ anh nhéo lại em? Thôi, con biết như vậy là sai rồi. Cô nhéo nó một cái cho con đỡ tức coi. Cô hứa là cô sẽ nấu lại cái nồi cháo thiệt là ngon thiệt là bự cho cô nha cô Liễu đẹp. Con quỷ này là cô. Cô gì nữa? Sao hồi nãy nghéo con dữ lắm mà dễ dàng quá vậy? Coi như con xui đi. Hại mổ. Con quỷ này, đứng lại đi. Mày đứng lại đi. Còn nữa, còn nữa tô cháo tôi lên ăn tiếng đây nè mấy đứa. Dạ. Dạ cô. Dạ. Tháng này xài tiền điện nhiều lắm đó nha. Dạ. Sáng đây cô ăn sáng với tụi con nè. Thôi khỏi đi. Nè, mấy đứa có nghe có cái mùi gì đó kỳ kỳ á, thùm thủm kỳ lắm. Con đâu nghe thấy mùi gì đâu cô. Có, rõ ràng là có mùi mà. Con đâu thấy mùi gì đâu. Ngửi kỹ hình như có mùi nha. À, hay là mùi của con chó Henrik? Không phải là Henrik, mà là mùi hôi chân. Mùi hôi chân hả cô? Phải. Con đâu thấy mùi gì đâu. Con cũng đâu nghe mùi gì đâu cô. Cậu kia, ăn xong làm ơn vô phòng tắm giùm một cái. Dạ. Cô nói con hả cô? Chứ còn ai nữa. Tôi để ý, từ hồi mà cậu bước vào cái căn nhà này nè, nhà này có cái mùi gì đó rất là kỳ lạ. Cô ơi, cô hiểu lầm mà không phải đâu cô, con tắm rửa sạch sẽ lắm cô. Đúng rồi đó cô, ảnh tắm rửa sạch sẽ lắm. Nè, nói phải nghe chứ. Ở trong căn nhà này á, làm ơn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Ăn xong, đi vô tắm một cái. Con nói thiệt mà sao cô không tin con vậy? Không phải con ho đâu cô. Nè, không tin cô hửi chân con coi, đâu phải mụn con. Con nói thiệt mà cô. Mọi người ơi, tôi nói thiệt, có tin tôi đi mà. Mọi người hửi thử miếng đi. Không phải của tôi đâu, tôi nói thiệt. Ôi mà, thì ghê quá à. Không phải cái mùi đó là của tôi. Mọi người ơi, hửi miếng đi nè. Bà chủ ơi, tôi là chó nên đánh hơi rất giỏi. Cái mùi hôi đó bốc ra từ người của Juliet. Chào cô. Trời. Nè, cậu làm cái gì vậy? Dạ, tập xong rồi, thả tạ thôi cô. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Sao bữa nay yên ăn quá vậy? Dạ, chú em thì đi phỏng vấn rồi. Còn bé My thì đi dạo rồi cô. Còn Mai đâu? Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng mà. Bé Mai hả cô? Ê, qua bên kia nói chuyện. Đừng có đàn chi vậy. Bé Mai về nhà thăm gia đình rồi cô. Còn ở đây mình chi? Sao không kiếm chỗ nào đi giải khuây cho đỡ buồn? Con đang tập tạ. Con có đồng ý cơ thể con như vậy nữa, con phải thay đổi cô à. Nói hay lắm. Để coi tập được bao lâu. Cô ơi. Hả? Nè cáo vô dặn giùm cô. Phòng không chịu ngủ. Ra đây cứ đằng áo đi hoài. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Ướt cáo rồi. Nè, 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 nè. Cô đang làm gì vậy? Đó, bị ướt cáo. Thôi cái áo. Nè, nè.
Sao lại cười hết vào đây? Hả? Dạ. Cô. Cô có sao không cô? Đừng gì tại đó. Không được bước lại đây. Không phải, con thấy cô bị giải máu nè. Đừng cô. Mọi người ơi, anh Quốc về nè. Sao rồi? Bệnh viện về rồi hả? Cái vết thương sao rồi Quốc? Cũng may là không sao á. Ôi, công nhận anh Quốc siêu thiệt luôn á. Ăn nguyên cái thớt vô mặt mà mặt không có bị cái gì hết trơn nè. Hay quá ha. Gặp người khác đó là ngẫm củ tỏi luôn rồi. Cô nói gì vậy? Thôi cô, cô xin lỗi nha. Con lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe ha. Cô ơi. Hả? Chuyện gì? Tại sao cô lại lấy cái thớt tán vô mặt con vậy? Cô đã giải thích với con rồi. Cô không có cố ý. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà. Tại sao lúc nào cô cũng coi con là người kỳ quái vậy cô? Cô đâu có. Tiền nhà của cô con đóng đủ. Con chưa bao giờ đụng vô đồ đạc của cô. Một ngày con tắm tới 2 lần. Con chưa bao giờ phát ra một cái mùi hôi nào trong nhà của cô hết. Tại sao cô làm như vậy với con cô? Cô biết rồi. Cô xin lỗi con nha. Con không biết tại sao cô lại coi thường con như vậy. Nhưng mà con thật sự buồn đó cô. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai dám tán cái thớt vô mặt con như vậy. Trời ơi, Quốc. Mai ơi, Quốc. Mai cái xe ôm ơi. Đưa đường vô bệnh viện Mai ơi. Tại cô đừng lo quá. 1, 2, 3 vô. Dạ. Du Lan đi đâu hả? Liễu ơi, thật sự con rất là quý cô luôn hả Liễu? Cô biết mà. Cô quá đáng với con lắm. Thôi mà, cô đã xin lỗi rồi, bỏ qua cho cô đi mà. Thôi Cô rót bia cho con nha. Uống rồi xí xóa hết mọi chuyện cho cô ha. Từ giờ là con sẽ trở thành người cực kỳ tốt. Cô Liễu sẽ là... Cô Liễu. Cô biết rồi. Vô. Vô. Không cần rót thêm. Uống liều con nè. Con với cô phải là một. Uống liều con rồi cô Liễu. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi Liễu ơi. Ôi! Rồi em thấy cô đẹp quá rồi. Da cô lúc nào cũng trắng nõn. Dạ! Dạ! Anh vừa giữ tờ tiền đấy thì sao nào? Vì 2 tháng tiền nhà đấy thì sao nào? Cô Liễu, qua cái cuộc nhậu này nè, con hỏi cô là đã hiểu nhau rồi. Phải. Coi như mình xí xóa hết nha cô. Được. Cô Liễu à. Cô quý cô lắm cô Liễu. Định kiến của cô chủ nhà về Văn Quốc như bức tường thành cao dời dợi mà không ai vượt qua được. Mong bà mau hết bệnh. Ai đó? Vào đi.
Dạ, con chào cô. À, cậu là... Cô không nhớ ra con là ai hả cô Liễu? Cậu... À, ông Quốc. Cậu Quốc. Dạ. Cậu Quốc. Gặp lại con cô vui lắm hả cô Liễu? Cô Liễu, dạo này cô khỏe không? Khỏe, tôi khỏe lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cũng 20 năm rồi cô Liễu ha. Ờ, phải. Chà, da cô vẫn trắng như xưa cô Liễu. Sao? Trời ơi, tay tôi đang đau mà. Trời ơi, làm gì cũng chụp chạc hết á. Trời ơi. Cô Liễu. À, chắc à, cậu hỏi thăm sức khỏe của tôi xong rồi. Cậu đi công việc ha. Đâu khó đâu cô. Ừ, hôm nay con rảnh, con tính ở đây thăm cô cả ngày luôn á. Cho con hỏi thăm chút công chuyện được không? Dạo này cô có liên lạc với lại Julian với lại con bé Diễm My không? À, không, à, lâu lắm rồi tôi không liên lạc với tụi nhỏ đó, tôi không biết gì hết á. À, ôi trời ơi, cái lưng của tôi, ơi, tôi đau lưng quá. Cậu muốn làm gì thì làm. Tôi cô? Tôi phải nằm nghỉ ngơi một chút nha. Mới nói chuyện xíu mà mệt rồi hả cô? À, mệt lắm. Vậy thôi cô nghỉ đi. À. Nè, nè, cậu làm gì vậy? Dạ. Cô làm gì vậy? Ờ, dạ hôm nay con rảnh, con tính nằm đây đợi khi nào cô khỏe vậy nói chuyện tiếp. Ờ, cái giường này á, sao sáng nay có một bệnh nhân vừa chết do bệnh truyền nhiễm đó. Cô nói cái gì? Thiệt hả? Thiệt. Ờ, không sao đâu, sức đề kháng con tốt lắm. Ủa, cái gì mà cô giấu vậy cô Liễu? Ê... Hay tặng quà cho cô hả? Đâu cho con mượn coi. Ê... Trời ơi, cái kẹp này đẹp ghê ra cô. Trời... Chắc là mắc lắm á cô Liễu ha. Đồ của cô có đụng vào. Trời ơi. Cô lại có bộ nhí nữa chứ gì. Trời bay nó bả không à. Cái tính cô hoài không bỏ nha. Thôi cô nằm nghỉ đi, con đợi cô ha. Cô Liễu ơi, ồn vậy sao con nghĩ cô Liễu? Dạ. Cơ mất, tôi mất một cây kẹp bằng đá quý. Tôi biết người lấy là ai rồi. Hắn ta chính là người quen của tôi. Tên hắn là Nguyễn Văn Quốc. Thành kiến của cô chủ nhà về Văn Quốc ngay từ lần gặp đầu tiên cho đến lúc chết đúng là không thể thay đổi được. Làm ơn mau mau đi bắt hắn giúp tôi. Thành kiến của cô Liễu về Văn Quốc hay lấy trộm đồ của người khác là một ổ bệnh, thường không tắm rửa, là kẻ bạo lực, là kẻ lười biếng, là kẻ hèn nhát, là kẻ dê sòm, là kẻ bất lịch sự, là kẻ không có tương lai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.